Xin chào các bạn, để tiếp theo cái loạt video về định dạng dữ liệu ở trong Excel thì trong bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một bài thực hành để đi định dạng những cái dữ liệu mà mình đã lưu ở trong từ ô A2 cho đến ô A7 như các bạn đang nhìn thấy ở đây. Và bây giờ mình sẽ cho to cái bảng tính này lên một chút để các bạn có thể nhìn rõ hơn yêu cầu về định dạng. Về yêu cầu thứ nhất là chúng ta sẽ phải định dạng số 1 thành cái kiểu là có 3 chữ số 0 đằng trước như thế này. Và làm thế nào để làm được điều đó thì chúng ta sẽ chọn ô B2 bấm phím Ctrl 1 ở trên bàn phím. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi ngay đến cái mục Custom này và các bạn sẽ phải đánh vào cái ô Type ở đây là như sau 1, 2, 3, 4, 4 số 0. Điều này có nghĩa là ở đây nếu mà các bạn có số nào khác chữ số 0 thì số đó sẽ được hiện lên. Có nghĩa là số 1 là số khác chữ số 0 nên đã được hiện lên ở đây. Còn lại thì chúng ta sẽ cho bốn cái vị trí xin lỗi là ba cái vị trí còn lại là số 0 bấm ok và các bạn đã thấy được là cái số của chúng ta đã định dạng được như thế này ví dụ bây giờ chúng ta sẽ thay đổi oa a hai này thành số 12 chẳng hạn thì chúng ta vẫn sẽ có bốn chữ số này nhưng mà thay vì là có ba chữ số không lần trước thì chúng ta chỉ có hai chữ số không lần trước mà thôi ok hy vọng là các bạn đã hiểu được cái kiểu định dạng như thế này rồi và tiếp theo sau đây thì chúng ta sẽ định dạng chúng ta sẽ tăng cái phần chính xác, tăng cái phần thập phân của cái số 1,5 này lên. Và có một cách nhanh chóng để làm điều đó, đó là các bạn sẽ bấm vào thẻ Home. Sau đó các bạn sẽ bấm cái nút mà có hình Increase Decimal ở đây. Bấm vào một lần, hai lần và ba lần. Và như vậy là các bạn đã tăng được cái độ chính xác của cái con số này lên rồi. Ví dụ ở đây thì chúng ta có thể lấy số 2 chia cho số 7 Và các bạn đã biết là vì số 2 chia số 7 thì nó sẽ ra kiểu là số thập phân và không tuần tuần hoàn Và như vậy thì các bạn có thể nhìn thấy được cái độ chính xác của cái con số ở ô B3 này là đến 1 phần 10 nghìn Và bây giờ nếu mà chúng ta muốn tăng cái độ chính xác này lên chúng ta chỉ cần bấm vào cái ô ở đây thôi là chúng ta đã có tăng được cái độ chính xác nó lên rồi Tiếp theo đó chúng ta sẽ đi định dạng cái số 0 này thành 1/4 làm phân số như thế này thì chúng ta lại chọn cái ô đó và bấm Ctrl 1 ở trên bàn phím. Sau khi bấm control 1 thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là fraction. Và khi bấm vào fraction như vậy thì các bạn có thể nhìn thấy được là cái sample cái preview của chúng ta là 1/4. Và điều này đúng như những gì mà chúng ta muốn và chúng ta chỉ cần bấm ok mà thôi. Và Tiếp theo đó thì có số 300.000 ở đây thì chúng ta muốn định dạng theo kiểu dữ liệu là Việt Nam đồng và 300.000 như thế này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta lại chọn tiếp ô B5 bấm Ctrl 1 ở trên bàn phím. Và bởi vì Việt Nam đồng là cái loại tiền tệ thế nên chúng ta sẽ vào kiểu tiền tệ là currency ở đây. Và ở trong cái symbol là cái chứa cái biểu tượng tiền tệ thì chúng ta sẽ bấm chữ V và bấm nút xuống một lần, hai lần là chúng ta đã thấy Việt Nam Đồng ở đây rồi. Chúng ta bấm chọn Việt Nam Đồng và nếu mà chúng ta muốn hai chữ số đằng sau cái dấu phẩy này thì nên chúng ta sẽ để là hai chữ số. Còn nếu mà chúng ta không muốn chúng ta sẽ giảm cái ô này đi thành không như thế này rồi bấm OK và như các bạn đã thấy thì đây là cái định dạng mà đúng như cái yêu cầu mà định dạng của chúng ta đã có. Tiếp theo ở trong ô A6 chúng ta muốn định dạng nếu mà cái giá trị của ô A6 này mà là số âm thì chúng ta sẽ cho màu đỏ. Bây giờ thì chúng ta lại chọn cái ô A6 bấm Ctrl 1 ở trên bàn phím và sau đó chúng ta lại bấm vào phần number và các bạn nhìn thấy ở đây là cái luật cái điều kiện mà với số âm chúng ta sẽ cho màu đỏ chẳng hạn chúng ta sẽ chọn cái mức thứ hai này và chúng ta sẽ giảm cái chữ số đằng sau dấu phẩy thành không mà thôi bấm ok và hiện giờ các bạn không thấy có gì xảy ra bởi vì cái số 234 này vẫn là số dương bây giờ nếu mà chúng ta thêm một dấu trừ vào đằng trước để biến nó thành số âm thì như các bạn thấy cái định dạng của chúng ta số âm thì chúng ta cho màu đỏ đã được áp dụng ở đây tiếp theo đó là chúng ta sẽ biến 0,15 thành 15% 15,00% nếu nói một cách chính xác hơn thì các bạn lại chọn cái ô B7 này bấm Ctrl 1 ở trên bàn phím và sau đó chúng ta sẽ đi đến cái mục gọi là percentage ở đây và Bình thường thì Excel đã để sẵn cho chúng ta là có hai chữ số đằng sau dấu phẩy rồi Thế nên đây chính là cái kết quả mà chúng ta cần sử dụng Vậy nên chúng ta chỉ việc bấm OK là xong rồi Và mình hy vọng qua một số cái ví dụ này thì các bạn có thể hiểu được là làm thế nào để chúng ta có thể định dạng được dữ liệu theo nhiều kiểu khác nhau ở trong excel cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại ở video lần sau